Hello, hello chào mọi người nhé. Anh em ta, em lại đi chúc mọi người. Quả quay đầu hơi khó. Ôi đây. Rồi. Đùi này căng nè. Nghiêng nghiêng. Ôi giời. Được mà, rồi vào đi. Ô. Ra tí xong lùi lại một tí nữa. Nghiêng đấy. Hơi nghiêng. U. Ui. Nhấc bánh. Hú hồn. Cẩn thận nhá. Nghiêng lắm đấy. Thôi thôi. Thôi. Quay lên dốc kiểu gì. Căng đấy. Hôm nay vừa xúc ít đất vào khả năng là ổn. Ok. Được. Ok. Rất là ổn. Sợ bốc đầu đâu, đè đầu nhiều lắm rồi. Nick quay được của họ, mình có quay được thế nào đâu. Em còn rê nổi thấy đầu nó nhẹ nhẹ sao á. Ổn không các bác? Đầu nhẹ là không lên được đâu á. Đây còn chưa dốc đâu, đến trên kia mới dốc kìa. Dốc nó thành hai cái ránh thôi. Vết bánh xe ngày xưa. Nhìn vậy thôi. Khét lắm các bác à. Coi như lên lọt đoạn này rồi. Nghiêng. Rãnh rất là sâu. Đoạn này rãnh bình thường tí, đoạn trên mới sâu kìa. Rãnh trên kia sâu đấy. Các bác à. Ôi, mệt. Chạy nhiều mệt đó. Đi con. Chưa được 300m mà ông đang ngáp ngái ngáp ngủ rồi. Tầm này cho ông bỏ 1km chắc ông ngủ luôn quá. Chạm đầu rồi.
chạm câu rồi, xong. Ây à, đấy, được, được, được. Chạm vào câu ấy. Lên 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 lên. Chạm câu rồi. Ủi vào dưới kìa. Ban đây ngay. Chạm câu nữa luôn. Không có gì nhiều. Chạm thêm một đoạn nha đây này. Được chưa? Ôi, coi như lọt hai đoạn này nữa. À, trên này mấy căng này. Ui, ôi, rốt đấy. Ui, chút đủ đi một tí rồi. Ui, nhìn anh bốc đầu kìa. Coi có bị ban không nhá. Đoạn này là trơn đấy. Lên đến đỉnh là trơn lắm. Sao đây? Hả? Ơi! Chụp em không? Bỏ ra chụp ảnh tên mày quay video rồi. Hết dốc rồi mà. Ô ô ô ô. Xong rồi. Ô ô, chạm mạnh lắm rồi. Có cho đá vào không? Tơi thôi nhẹ. Mạnh lên. Ô. Ê. Không ổn rồi, kéo không ra cắp rồi. Dạ. Được. À, may mà nó cắm cho mày một cái cọc đấy. Tên nó. Thế cái kia cắm vào làm gì? Ồ, cám như chơi à? Có ổn không đây? Ờ. Cho ít đất vào nữa. Chắc phải bới hai bên đi. Còn tí nữa xe mình mắc đấy ngay. Lên! Rồi lên đây! Ây dồi. Ui. Ui. Chết đứt rồi đấy. Cái này ô mà lún nữa thì chắc là cái khoản này đã đi luôn các. Cái này ấy biết phán lên đoạn đường này từng đường. Trường đoạn này này. Hơi bị tơi nhiều này. Đó. Dựng cái lên rồi. Sắp đứt rồi. Đấy. Thở lỗ chưa? Ok. Oh. Vào đi. Oh. Thôi rồi. Chết nha. Bớt cái đĩa nha. Ê. Hello, hello. Chết rớt cái đĩa nhổ. Từ 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 để tao lấy cho đó. Rồi. Móc liền. Và móc tay đen khô lên. Này. Hả? Chưa lại cả cái gì chưa đó. Chưa rồi.
ba. Đấy, đấy, này, kéo móc. Ờ. Được, được, được. Nhìn cứ phải ối rồi ôi luôn nhé. Ô, xong, sao mà đi nổi. Quả đường này cứ phải khét thế này mới chịu cơ. Đi qua hết chỗ này rồi đổi số à? Ồ. Ê mà cũng chơi. Đi từ từ thôi. Đường nghiêng. Chạm vào ở dưới kia luôn. Coi đoạn kia. Đấy, con đoạn chạm cầu. Ui. Ôi giời ơi. Ghê ghê ghê. Ok, mình không đi nữa mọi người. Mình đi với sở tiếp của mình thôi. Hẹn mọi người video tiếp theo nha. Ơi ơi ui, rồi nhường thế. Ok.